Hello, xin chào tất cả các em. Chào bạn Nguyễn Sinh Hùng, Cao Kiên, Nguyễn Văn Thái, Đỗ Thư. Các em vào dần nhé. Hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta ở chủ đề tổng ôn lý thuyết polymer. Thì những cái chủ đề này thì cứ hàng tuần là thầy đã ôn tập lại cho chúng ta, từ bắt đầu từ chủ đề este, sau đó là tới phần chất béo, tới phần carbohydrate. Tuần trước thì ta học phần amin, amino acid, peptide, protein. Thì tuần này chúng ta tiếp tục tổng ôn lý thuyết polymer. Sang tuần thì chúng ta sẽ có hai buổi, đó là tổng ôn lý thuyết về đại cương kim loại. Thì sang tuần thầy lai hai buổi để chúng ta tổng ôn kiến thức đến cái phần mà chúng ta thi học kỳ 1. Đấy thì coi như là chúng ta đã có đầy đủ kiến thức để chúng ta đi thi học kỳ 1 đấy. Và dĩ nhiên những cái tờ này cũng phục vụ để chúng ta ôn tập các cái kỳ thi tốt nghiệp, các kỳ thi đánh giá năng lực sau này. Nên thầy rất mong muốn là chúng ta tập trung học, cố gắng tham gia xây dựng từng bài giảng một. Và đặc biệt là để học được bài thầy trọng một cách hiệu quả thì trước mỗi buổi học chúng ta cần download tài liệu về và chúng ta làm trước giúp thầy nhé. Đấy thì những bạn nào đang xem livestream thì chúng ta comment thầy, chào thầy, sau đó chúng ta có thể tag các bạn khác vào học cùng vì nhiều bạn có thể không nhận được thông báo. Rồi hello bạn Hải Đăng, Huỳnh Đức Thắng, Thanh Mai, Nguyễn Linh Giang, bạn Minh Thông, Đăng Vũ, các bạn vào dần nhé. Hôm nay chúng ta sẽ chữa rất nhanh thôi bởi vì cái phần polymer này toàn lý thuyết, nó rất là dễ. Thì cái phần này thì chúng ta chắc chỉ chữa khoảng tiếng là xong, các bạn cố gắng tập trung. Rồi, ok, chào Thanh Trúc, chào bạn Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Thì cái phần polymer này thầy nhắc qua một chút, đó là trong quá trình dạy trong nhóm ấy, thì thầy đã dạy chúng ta toàn bộ lý thuyết rồi. Thì đây là cái phần lý thuyết viết tay mà thầy đã dạy chúng ta ở cách đây mấy tuần. Thì polymer nó là hợp chất cao phân tử do nhiều những đơn vị nhỏ hay là mắt xích liên kết lại với nhau. Thì cái chỉ số N này người ta gọi nó là độ polymer hóa hay là hệ số polymer hóa. Phân loại thì chúng ta chú ý cho thầy là phân loại thì có cái phân loại theo nguồn gốc. Thì mình có polymer thiên nhiên thì gồm có tơ tằm, bông, tinh bột, tơ nhện, cao su thiên nhiên, vân vân. Polymer nhân tạo thì có hai cái polymer điển hình, đó là tơ visco với tơ acetat. Ngoài ra thì có thêm tơ đồng ammoniac nhưng mà tơ đấy hiện nay giảm tải. Polymer tổng hợp là những cái polymer còn lại, mình trừ tơ tự nhiên, trừ polymer thiên nhiên với trừ polymer nhân tạo. Mình có cái loại thứ hai là phân loại theo cấu trúc. Thì chúng ta nhớ thầy là có hai polymer mạch phân nhánh trong chương trình phổ thông, đó là amylopectin với glycogen, còn có hai polymer cấu trúc mạng không gian, đó là cao su lưu hóa và nhựa bakelit. Được chưa? Còn những cái anh còn lại là không phân nhánh. Chúng ta cố gắng thuộc với thầy là hai anh phân nhánh là amylopectin với glycogen, hai anh mạng không gian đó là cao su lưu hóa và nhựa bakelit. Được chưa? Chúng ta còn cách phân loại tiếp theo là phân loại theo cách tổng hợp thì có polymer trùng hợp và polymer trùng ngưng. Trùng hợp thì nó phải có nối đôi hoặc có vòng kém bền, còn trùng ngưng thì phải có nhiều nhóm chức như nhóm amin, nhóm nhóm axit đúng không? Nhóm phenol hoặc là nhóm ancol. Đấy thì chúng ta có một số cái polymer sản xuất từ phản ứng trùng ngưng rất điển hình, đó là ni lông 6 hay là tơ capron, ni lông 7 hay tơ enang, ni lông 66 hay là tơ lapsan. Năm ngoái thì câu điểm 9 cộng trong đề thi tốt nghiệp của bộ thì nó hỏi về tơ lapsan. Năm nay biết đâu nó hỏi ni lông 66 hay là ni lông 6, ni lông 7, chúng ta phải tập trung. Thì chất vật lý thì cái phần polymer thì chúng ta nhớ cho thầy những cái chính, đó là polymer là không có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi xác định bởi vì thành phần phân tử của nó phức tạp, phân tử khối lớn. Và polymer thường là chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước và các dung môi thông thường chỉ tan trong một vài dung môi đặc thù. Được chưa? Polymer thì có các tính chất đó là nó có thể là kéo dài thành sợi như là tơ, có thể có tính dẻo được dùng làm chất dẻo, có thể có tính đàn hồi được dùng làm cao su hoặc có thể có tính kết dính được dùng để làm keo dán, nhưng mà keo dán đã giảm tải. Được chưa? Phần ứng dụng thì chúng ta phải nhớ thầy là chất dẻo á thì có PE, PVC, polystyrene, thủy tinh hữu cơ, polypropylene, teflon, nhựa phenol formaldehyde thì em cố gắng nhớ thầy là monomer tạo nên những anh này như thế nào. Được chưa? Cao su thì mình có cao su tự nhiên thì nó là mủ cái cao su và có thành phần chính là polyisoprene, đồng phân dạng xít. Còn cao su tổng hợp thì mình có cao su buna S, cao su buna N, cao su isoprene. Cao su lưu hóa thì người ta độn thêm cầu nối disulfua vào các cái phân tử cao su tự nhiên để nó tăng khả năng đàn hồi, chịu ma sát cho cao su. Còn về độ bền và độ đàn hồi ta phải nhớ thầy là cao su buna là kém nhất, sau đến cao su thiên nhiên và cao su tốt nhất là cao su lưu hóa. Tơ thì chúng ta phải biết phân biệt là tơ có hai loại là tơ tự nhiên và tơ hóa học. Tơ hóa học thì mình có hai loại, đó là tơ nhân tạo và tơ tổng hợp. Thì chúng ta cố gắng thuộc cái thầy tơ nhân tạo, nó là tơ visco với tơ acetat. Được chưa?
Còn ở trong đây thì trong quá trình dạy thầy cũng đã nói các bạn rồi là có một số polymer tổng hợp như polyester, polyamide, tơ vinylic, là tơ ô lông, tơ chlorin. Trong đó đặc biệt chúng ta nhớ thầy tơ ô lông hay tơ nitron ấy, được dùng để làm quần áo ấm, keo dán thì giảm tải. Và trong cái phần viết tay này có cả cái bảng tóm tắt tất cả các kiến thức ở dạng Word để chúng ta có thể đọc cho nó đẹp, và có tất cả các công thức ở đây. Thì cái phần viết tay này thầy sẽ gửi lên trên page sau khi thầy live xong buổi ngày hôm nay. Để cho chúng ta yên tâm là cái phần này là thầy sẽ gửi lên trên page. Còn ở cái phần mà sau khi thầy live xong buổi hôm nay thì chúng ta check cho thầy trên page, sau đó tầm 10 phút là chúng ta sẽ thấy cái phần viết tay. Rồi, thế bây giờ thầy cho chúng ta bắt đầu buổi ngày hôm nay nhá. Đó là chúng ta sẽ chữa bài luôn. Và chữa bài đến đâu quên đâu thì thầy sẽ nhắc lại ở đó. Đúng nhỉ? Thì bây giờ xin mời các bạn comment của thầy từ câu số 1 trở đi. Thì trong lúc đợi các bạn vào thì thầy sẽ trả lời luôn với các bạn là polyamide. Thì trong chương trình phổ thông mình có mấy cái tơ như sau. Đó là ni lông 6 này, hay gọi là tơ cáp rông, ni lông 7, đúng không? Ni lông 7, và đặc biệt là có cả ni lông 66. Vậy thì đây là những cái mà chúng ta phải biết. Ni lông 6 gọi là tơ cáp rông, được chưa? Ni lông 7 hay còn gọi là tơ e nang. Đấy. Còn cái ni lông 66 nó gọi là polyhexamethylene adipamide. Thì cái đấy em đọc cho thầy trong bảng tóm tắt và trong sách giáo khoa. Câu 1 chúng ta sẽ chọn thầy đáp án C nhé. Câu 1 đáp án C. Rồi, ok. Nào, xin mời tất cả các bạn comment. Câu 1 C thầy đã nhìn thấy bạn Lê Nhật Minh, Quỳnh Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Anh Thái. Được chưa? Rồi, Nguyễn Văn Thái nó họ bạn Nguyễn Văn Thái hỏi tơ tằm. Thì thực tế là cái tơ tằm nó là protein, thì cái liên kết CONH ấy thì về bản chất nó cũng là polyamide. Peptide nó cũng là một thành một trường hợp đặc biệt của amide, nhưng yên tâm trong trình phổ thông người ta sẽ không hỏi cái đó nhé. Chúng ta chỉ tập trung vào thầy ba cái tơ này thôi. Câu số 2, polymer nào sau đây có thành phần gồm có carbon, hydro và oxy, thì chúng ta phải biết monomer tạo nên nó, thì chúng ta phải chọn C. Metin metacrylate đây nè, metacrylate đây này nhé. Đây, cái anh này nó chính là monomer để sản xuất ra thủy tinh hữu cơ, thì từ anh này chúng ta trùng hợp ra được polymetin metacrylate, nên anh này có cả carbon, hydro và oxy. Câu 2 chúng ta chọn C. Câu này các bạn đúng 100%. Câu 3, dãy các polymer nào sau đây đều là polymer tổng hợp, thì chúng ta thấy ngay câu B mình loại tơ tằm là thiên nhiên. Câu C thì mình loại cái tơ acetat là nhân tạo. Được chưa? Câu D mình loại tơ visco. Vậy thì câu số 3 chúng ta chọn thầy phương án A. Được chưa? Câu 3 chúng ta chọn A. Có bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng này, Nguyễn Văn Thái, Quỳnh Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Phụng Nguyễn, Thanh Mai, Thu Thủy. Đấy, rất nhiều bạn trả lời chính xác, bạn Hoàng Ngọc Mạnh. Ok các em, tiếp tục nào. Câu số 4, polymer nào sau đây là polymer bán tổng hợp? Bán tổng hợp hay chúng ta gọi là nhân tạo ấy, thì nó có hai cái polymer điển hình là tơ visco và tơ acetat. Bạn nào mà không biết thì có thể ghi lại, thì chúng ta sẽ chọn thầy tơ visco. Câu 4 chúng ta chọn D. Câu số 5, nhận xét nào sau đây đúng? Câu A, đa số các polymer dễ tan các dung môi thông thường là sai. Dễ tan là sai, không tan nhé. Câu B, đa số polymer không có nhiệt độ chảy xác định, thì đây mới là câu đúng. Câu 5 chúng ta phải chọn B. Bởi vì thành phần phân tử phức tạp và phân tử khối nó rất lớn, nên là nó không có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi xác định. Câu C, các polymer đều bền vững dưới tác động của axit bazơ là sai. Đều bền vững là sai. Ví dụ như chúng ta có ni lông, đúng không? Tơ ni lông này, tơ tằm này, vân vân. Đấy. Hoặc là tơ polyester, là tơ lắp san đấy, vân vân. Thì những cái tơ này đều kém bền. Được chưa? Kém bền trong môi trường axit hoặc môi trường bazơ. Nó dễ dàng bị thủy phân, nên ví dụ cái tơ tằm ấy, chúng ta sẽ không được giặt quần áo với xà phòng có độ kiềm tính cao, đúng nhỉ? Hoặc là có độ axit cao mà chúng ta phải giặt quần áo mà từ tơ tằm, từ lụa đấy, thì với xà phòng trung tính nhé. Câu số 5 chúng ta chọn là thầy đáp án B. Câu số 6 thì polymer nào của cấu trúc mạng không gian, thì trong cả cuộc đời em đi học hóa ở cấp 3 ấy, thì chúng ta chỉ có hai polymer của cấu trúc mạng không gian, đó chính là cao su lưu hóa, cao su lưu hóa và nhựa bakelit. Chúng ta nhớ thầy nhé, nhựa bakelit. Ở đây thầy ghi lại cho chúng ta, bởi vì là có thể các bạn đã quên, nên là chúng ta ôn, chúng ta chữa bài đâu ta ôn đến đấy. Nó có thể hơi chậm một chút nhưng mà chúng ta chịu khó ghi lại là chúng ta sẽ nhớ. Vậy thì trong bài này thì chúng ta sẽ chọn cho thầy câu 6 đáp án A. Những bạn chọn A rất nhiều bạn luôn, có bạn Nguyễn Khắc Hiếu, Thu Thủy, Quỳnh Anh, bạn Nguyễn Thu Thủy, bạn Hoàng Ngọc Mạnh, Văn Thái, Anh Thái, bạn Thúy Hằng, Hồng Phấn, Sinh Hùng, Thanh Mai, Thanh Phương. Rồi, tiếp tục sang thầy câu số 7. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạng không gian, thì giống bài trên, chúng ta sẽ chọn cao su lưu hóa. Câu số 7 chúng ta chọn C, thuộc với thầy hai này nhé. Câu số 8, anh nào có cấu trúc mạch phân nhánh? À, nó bảo không phân nhánh này. Không phân nhánh thì chúng ta loại trừ, đúng không? Chúng ta chú ý cho thầy ở đây á, là cái câu này hình như nó bị lỗi đề đấy. Có mạch chúng ta bỏ thầy cái chữ không đi,
Chúng ta bỏ chữ không thì câu này nó bị lỗi đề rồi. Chúng ta phải chọn cho thầy câu 8. Ở đây chúng ta chú ý cho thầy nó có bảo mạch carbon. À, mạch carbon chứ không phải mạch polymer. Sorry, thầy bị nhầm. Ở đây nó bảo là mạch carbon chứ không phải mạch polymer. Mạch carbon của polypropylene nó là anh này nhé. Đây là mạch carbon của polypropylene. Amylopectin chắc chắn là phân nhánh rồi, đúng không? Metin metacrylat đây. À, nó hỏi mạch carbon chứ không phải mạch của polymer. Sorry, thầy đọc thiếu một từ. Đó, vậy thì chúng ta phải chọn vinyl chloride. Vinyl chloride thì nó là mạch carbon nhé. Mạch carbon không phân nhánh. Rồi, ok, câu 8 chúng ta chọn D. 8D nhé. Câu số 9, màng bọc thực phẩm PE. Thì PE nó thuộc dãy đồng đẳng nào? Thì cái E của mình nó chính là ethylene. Thì ethylene nó thuộc dãy đồng đẳng alken. Câu số 9 chúng ta chọn B, được chưa? Câu 10, PVC tổng hợp từ đâu? Thì PVC tổng hợp từ vinyl chloride. Đấy chưa? Thầy nhắc lại là acrylonitrile ấy. Thì cái này điều chế ra tơ ô lông nhé, được dùng để làm quần áo ấm. Vinyl acetate thì điều chế ra polyvinyl acetate. Polypropylene điều chế ra nhựa PP. Được chưa nhỉ? Câu số 10, các em chọn thầy phương án B. Rồi, câu 10B, cảm ơn bạn Quỳnh Anh, bạn Ngọc Mạnh, Sinh Hùng, Xuân Hoa, Thanh Phương, gì đây, Thanh Mai, rất nhiều bạn. Tiếp tục sang thầy câu số 11. Câu 11 nó hỏi em là phát biểu nào sau đây đúng. Thứ nhất, thì nó bảo em là amylose cấu trúc mạch phân nhánh là sai. Mạch của nó phải là không phân nhánh. Câu B, polyacrylonitrile được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là sai, trùng hợp. Chúng ta có phương trình trùng hợp là vinyl cyanua hay là acrylonitrile ấy. Anh này có điều kiện nhiệt độ áp suất xúc tác thì ta trùng hợp N phân tử này thì tôi sẽ điều chế được tơ ô lông hay là tơ nitrôn. Anh này được dùng để làm quần áo ấm, được chưa? Tơ ô lông nhé. Thì chúng ta chú ý thầy câu B thì nó điều chế từ phản ứng trùng hợp chứ không phải trùng ngưng. Tiếp tục sang thầy câu C, polyethylbutadiene được dùng để sản xuất cao su buna, thì câu này chắc chắn là câu đúng rồi. Đây là cao su buna. Câu D nó bảo là PVC điều chế bằng phản ứng cộng HCl và ethylene là sai. Điều chế phản ứng là trùng hợp vinyl chlorua. Vinyl chlorua, được chưa? Chúng ta trùng hợp cái anh này thì ta mới được nhựa PVC. Nên em nào quên thì ta ghi lại. Câu số 11, chúng ta chọn thầy phương án C. Câu này các bạn đều làm đúng. Rồi, tiếp tục sang thầy câu số 12. Câu 12 phát biểu nào sau đây sai? Câu thứ nhất thì nó hỏi em đó là tơ ni lông 66 được điều chế từ phản ứng trùng ngưng. Thì câu này chắc chắn là câu đúng. Câu B, cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian. Cao su lưu hóa cấu trúc mạng không gian thì đây chắc chắn là một ý đúng, đúng không? Câu C thì tơ nitrôn điều chế bằng phản ứng trùng hợp, chúng ta vừa nói với nhau rồi. Cái này nó đã chính là tơ ô lông hay còn gọi là tơ nitrôn. Được chưa? Vậy thì câu C là câu sai. Câu D thì tơ tằm thuộc loại thiên nhiên chắc chắn đúng. Ok các bạn, câu số 12 chúng ta chọn C. Câu 12 có rất nhiều bạn trả lời đúng, bạn Hồng Phấn, Ngọc Ánh, Thanh Mai, Văn Thái, Xuân Hoa, Thanh Phương, Thu Thủy, Ngọc Mạnh. Rồi, ok, các bạn trả lời rất tốt. Bạn Quốc Hải hỏi, thầy ơi, em hỏi 50 đề minh họa xem lời giải chi tiết trong app MathStudy ở đâu. Thì cái này em phải hỏi các anh chị ở trên page. Thực tế là cái sách đấy là sách của thầy, nhưng mà hiện nay thầy còn chưa cầm được sách. Và cái app thì em phải quét mã QR, thì em phải trong khóa học hình như là mới xem được, hay là như thế nào là em phải hỏi lại. Chứ thầy không bán sách, thầy không biết. Thực tế là cái cuốn sách đấy thầy viết, nhưng mà các anh chị còn chưa đưa sách cho thầy, thầy cũng chưa biết sử dụng như thế nào. Em hỏi lại trên page nhé, em inbox vào page thì các anh chị sẽ trả lời nhé. Được chưa? Câu số 13 phát biểu nào sau đây đúng? Cái thứ nhất nó bảo em là amylopectin cấu trúc mạch phân nhánh, thì câu này chắc chắn nó là một câu đúng. Câu B, glycogen không phân nhánh là sai, được chưa? Câu C, tơ visco là polymer nhân tạo hay là polymer bán tổng hợp mới đúng nhé. Bán tổng hợp. Còn câu D, anh này nó là chất dẻo thì có tính dẻo chứ phải tính đàn hồi. Nếu mà nó có tính đàn hồi thì nó đã được dùng để làm cao su rồi. Nên chúng ta chú ý cho thầy là câu số 13 chúng ta phải chọn cho thầy đáp án A. Được chưa? 13A. Ok. Khánh Toàn, em chào thầy, em mới bên thầy Đức sang. Ok em, các bạn khác tiếp tục vào đi. 13A, comment mạnh với thầy nhá. Câu số 14, phát biểu nào sau đây không đúng? Câu A nó bảo em là tơ tằm thuộc loại thiên nhiên, đúng. Câu B thì nó bảo em là ni lông 66 thuộc loại polymer tổng hợp, đúng. Câu C, cao su lưu hóa cấu trúc mạng không gian chứ không phải mạch phân nhánh. Mạng không gian. Chúng ta có hai polymer cấu trúc mạch phân nhánh là glycogen và amylopectin. Còn cao su lưu hóa cấu trúc mạng không gian, chúng ta chọn thầy phương án C. Câu D, tơ lắp sam thuộc loại polyester, chắc chắn đúng. Câu 14 chúng ta chọn C. Rồi, cảm ơn bạn Thái, bạn Thanh Phương, Thu Thủy, Thanh Trúc, Thanh Trần, bạn gì nhỉ, Hồng Phấn, Hòa Phạm, Đinh Thủy, Khánh Toàn, Sinh Hùng, Thanh Mai, Quỳnh Anh. Rồi, các bạn tiếp tục sang thầy câu số 15, phát biểu nào không đúng? Câu A, trùng hợp vinyl chloride thì được polyvinyl chloride đúng.
Câu B, cao su là những vật liệu có tính đàn hồi. Câu này chắc chắn là một câu đúng. Câu C, tơ acetat là polymer nhân tạo. Đúng. Các polyamide thầy vừa nói các bạn là kém bền trong các môi trường này. Kém bền, đúng không? Nên là chúng ta sẽ chọn thầy phương án D. Câu 15 đáp D là không đúng. Được chưa? 15D. Câu này thì vẫn có một bạn sai nhá. Thầy nhìn qua là ở đâu? Thầy nhìn nhầm chứ có khoảng 5-6 bạn sai. Chứ các bạn nào chọn C là sai hết đấy. Câu 16, phát biểu nào không đúng? Câu thứ nhất, nó bảo em đó là cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian. Chắc chắn là một câu đúng. Câu thứ hai, đồng trùng hợp buta-1-barien với styrene được cao su buna-S. Đúng. Câu C, sợi bông là polymer thiên nhiên. Đúng. Nhựa rezon ấy, thì người ta điều chế bằng cách đồng trùng hợp phenol cộng formaldehyde. Được chưa? Lấy dư trong môi trường kiềm. Đấy thì cái này người ta sẽ trùng ngưng. Thì người ta sẽ được nhựa rezon. Nhưng mà cái nhựa rezon bây giờ nó cũng giảm tải rồi em ạ. Nhựa rezon nhé. Thì chúng ta sẽ chọn thầy phương án D. Chứ không phải là trùng hợp mà cái này là trùng ngưng. Câu số 16 chúng ta chọn D. Ok chưa? Rồi câu số 17. Phát biểu nào không đúng? Câu thứ nhất nó bảo em là đồng trùng hợp acid tereftalic và ethylene glycol được telapsan. Nghe có vẻ đúng nhưng cái này sai này. Phải là đồng trùng ngưng. Đồng trùng ngưng em nhé. Đồng trùng ngưng. Đọc kỹ vào. Câu B, nilon 66 là polymer tổng hợp là câu đúng. Đáp B luôn. Câu C, trùng hợp thì tôi thu được polymetin metacrylate. À, nó hỏi câu nào không đúng à? Câu không đúng là A luôn này. Câu C cũng đúng. Và câu D là tơ là vật liệu có hình sợi dài mảnh với độ bền nhất định. Định chắc chắn đúng. 17 chúng ta chọn thầy phương án A. Ok các em, 17A có bạn nào đây? Rất nhiều bạn luôn. Quỳnh Anh, Sinh Hùng, Hồng Phấn, Thu Thủy, Kiên Kiên, Văn Thái, Hoàng Yến, Thanh Phương, Thanh Trần. Rồi, tiếp tục sang câu 18. Phát biểu nào sao đi đúng? Câu A, tơ tằm là polyamid. Thực tế là cái câu này hiện nay là người ta cũng đang tranh cãi. Nhưng mà chúng ta chú ý cho thầy á, là tơ tằm thì có một số quan điểm người ta bảo nó là polymer thiên nhiên. Thì người ta sẽ không xếp vào polyamid. Nhưng mà bản chất cái liên kết CONH nhé. Nếu mà liên kết CONH ấy, thì cái liên kết này cũng là amid. Nhưng câu này có vấn đề tranh cãi. Nhưng mà câu này chúng ta chấp nhận thầy đây là câu sai. Bởi vì tơ tằm nó là thiên nhiên. Thiên nhiên thì không xếp vào polyamid vì polyamid nó là tổng hợp. Chúng ta cứ hình dung thế này này. Cái này nó là tổng hợp. Mặc dù nó trong cái liên kết CONH, là cái trường hợp đặc biệt đấy vẫn được tính là amid. Tơ tằm thì nó là tự nhiên. Được chưa? Câu này chúng ta chấp nhận là câu sai. Mặc dù câu này có vấn đề, sẽ có rất nhiều người tranh cãi. Nhưng mà chúng ta hiểu vấn đề là tơ tằm là tơ thiên nhiên. Còn polyamid là tơ tổng hợp. Nên chúng ta sẽ không xếp tơ tằm vào polyamid. Câu B, tơ nitron có mạch phân nhánh. Thì cái này là sai. Không phân nhánh. Được chưa? Không phân nhánh. Tiếp tục câu C, đồng trùng hợp phenol là sai, đồng trùng ngưng. Đồng trùng ngưng. Còn câu D là cao su buna điều chế phản ứng trùng hợp là đúng. Người ta trùng hợp từ buta-1-3-dien và đây là trùng hợp cao su buna đúng không? Nhiệt độ, áp suất và xúc tác của nó là kim loại natri thì tôi sẽ được cao su buna. Còn nếu mà em đồng trùng hợp với lại styrene thì em được cao su buna F, đồng trùng hợp với acrylonitrile thì được cao su buna N. Ok nha. Câu 18 chúng ta chọn thầy đáp án của mình đáp án D. Đấy thì có một số bạn bảo là em thấy trên web, thực tế là trên web có rất nhiều web người ta viết bậy. Chúng ta lưu ý là tơ tằm thì nó là tự nhiên, polyamid nó là tổng hợp nên người ta không xếp vào nhau. Nhưng ví dụ nếu mà người ta nói là trong tơ tằm ấy thì cái liên kết CONH đấy là liên kết amid thì vẫn đúng. Cái liên kết của nó ấy, thì là liên kết amid thì vẫn đúng. Nhớ thầy này, cái liên kết peptide là trường hợp đặc biệt của amid. Được chưa? Nhưng mà người ta không xếp tơ tằm vào polyamid bởi vì người ta đã định hình trong định nghĩa polyamid là polymer tổng hợp. Những cái nào mà tổng hợp mà có liên kết CONH ấy, thì người ta mới gọi là polyamid. Để cho những cái yên tâm về cái đấy thầy nói các bạn rồi, cái vấn đề những tranh cãi kiểu đấy thì nó sẽ không xuất hiện trong các đề thi. Nên là chúng ta không có gì phải đắn đo nhé. 18 chúng ta chọn D. 19 phát biểu nào sau đây đúng? Câu thứ nhất là nilon 7 điều chế từ phản ứng trùng hợp là sai. Cái này điều chế từ phản ứng trùng ngưng. Được chưa? Trùng ngưng. Câu thứ hai là polyethylene có hình sợi dài mảnh và bền là sai. Polyethylene nó là chất dẻo chứ nó không phải là tơ. Tơ thì mới cần có hình sợi dài mảnh và độ bền nhất định. Câu C, đồng trùng hợp là sai, cái này phải đồng trùng ngưng. Đồng trùng ngưng, đúng không? Còn câu D là nilon 6 thuộc polyamid chắc chắn đúng. Vậy thì câu 19 chúng ta chọn D. Ok các bạn, 19D có Quỳnh Anh, Sinh Hùng, Ngọc Mạnh, Hồng Phấn, Đào Ngọc Long, Trọng Tấn, Thu Thủy. Rồi, rất nhiều bạn nữa, các bạn comment nhé. Câu số 20, phát biểu nào không đúng? Câu thứ nhất nó bảo em là trùng hợp ethylene được polyethylene đúng. Câu B, nilon 6 điều chế từ phản ứng trùng ngưng đúng. Telapsan điều chế phản ứng trùng hợp là sai, trùng ngưng. Trùng ngưng đúng nha. Còn câu cuối cùng là polymer tổng hợp đúng. Rồi, câu này rất là đơn giản.
Thầy ơi, ôn đánh giá năng lực có kịp nữa không thầy? Thì em cứ vào trong nhóm mình mới có mấy buổi thì em cứ học lại thôi. Thực tế thầy nói luôn các bạn, cái đánh giá năng lực nó giống hệt thi tốt nghiệp mà. Em có thi ở Đại học Quốc gia Hà Nội thì cái lời khuyên chân thành này chúng ta là những cái kiến thức hóa với lý trong cái đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội nó giống như chúng ta ôn thi tốt nghiệp bình thường, chẳng qua nó chỉ có 10 câu đấy thôi. Còn nếu mà em ôn thi đánh giá năng lực thì em nên tập trung vào môn văn nhiều hơn. Thầy khuyên chúng ta là tập trung môn văn, các môn khác chúng ta không cần phải trọng tâm, bởi vì cái môn văn nó chiếm 50 câu trong đó. Thì nếu em thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội á, thì cái môn toán, lý, hóa, sinh các thứ thì chúng ta đã ôn thi chúng ta biết. Nhưng mà có thể có rất nhiều bạn không ôn thi môn văn, thì cái môn văn các em nên tập trung. Các em có thể mua một số sách ở trên mạng ấy, hoặc là sách ở ngoài cửa hàng sách, nó có những cái đề đánh giá năng lực mẫu chúng ta làm. Thực tế là nó chỉ nằm trong chương trình phổ thông thôi, nên là chúng ta đừng có mà sợ cái kỳ thi đấy, chẳng qua nó là nhiều môn thôi. Nhiều môn thì chúng ta chỉ cần trọng tâm những cái môn chính của mình. Chứ còn ví dụ bây giờ em đang học khối A thì chắc chắn em không học được sử địa rồi, nên em không phải đi luyện thi mấy cái môn đấy làm gì. Cùng lắm em mua mấy cái đề, bộ đề trắc nghiệm em về em làm qua để em nhớ câu nào thì nhớ thôi. Còn rất nhiều học sinh của thầy mặc dù học khối A nhưng mà thi đánh giá năng lực vẫn được trên 120 điểm là bình thường. Thậm chí có anh được 128 điểm năm ngoái nhé. Nên là chúng ta chỉ cần tập trung thầy các môn. Ví dụ em đang ôn khối A là toán lý hóa thì đi thi đánh giá năng lực nó cũng giống như thế thôi mà. Giống như chúng ta đang ôn thi tốt nghiệp những câu này thôi mà. Nó chỉ khác là có thêm môn văn với các môn sử địa công dân. Thì cái mấy môn đấy thì em phải trọng tâm thầy môn văn. Môn văn thì bây giờ em mua cái sách luyện thi đánh giá năng lực ở trên các cửa hàng bán sách ấy, nó có khoảng bộ mấy chục đề đấy để chúng ta luyện. Thực tế là đi thi thì chưa chắc nó đã giống như trong đấy đâu, nhưng mà chúng ta luyện để chúng ta có kinh nghiệm làm bài môn văn và đọc kỹ sách giáo khoa. Đấy là cách để chúng ta luyện thi đấy. Chứ còn nhiều bạn bây giờ đi luyện thi đánh giá năng lực này đi học cả sử cả địa không có tác dụng gì cả, vì chúng ta không thể có một người mà học đến tận 8 9 môn được. Nên cứ tập trung 3 môn chính khối thi của em làm thật tốt 3 môn đó. Cộng thêm em ôn thi cho thầy thêm môn văn nữa là được. Nha. Thôi quay trở lại, chúng ta tiếp tục xem thầy câu số 21. Kịp hay không thì ai quyết tâm thì kịp hết gì nữa, đánh giá năng lực đã thi đâu. Chúng ta còn mấy đợt cơ mà. Em có bây giờ từ giờ đến tháng 6 sang năm còn mấy đợt, em thi đợt nào chả được. Rồi, tiếp tục sang câu 21, phát biểu nào sau đây không đúng? Thầy đã nhìn thấy rất nhiều bạn comment D, xem nhé, nhựa resist điều chế phản ứng trùng ngưng với đúng nhá, trùng ngưng. Được chưa? Trùng ngưng. Rồi, còn tơ ni lông 66 điều chế trùng ngưng là đúng này, cao su bu nó S là polymer tổng hợp đúng này, tơ tằm là thiên nhiên, chính xác. Câu 21 chúng ta chọn D. Rồi, các bạn chuyển cho thầy sang câu 22. 22 amylose có cấu trúc mạch không phân nhánh. Câu này đúng, đúng nha. Polyvinyl clorua có tính đàn hồi là sai, có tính dẻo. Nào thầy nói lại này, chất dẻo thì nó có tính dẻo. Được chưa? Cao su thì có tính đàn hồi. Hai cái này nó rất hay lừa nhau nhé. Tính đàn hồi. Đó. Vậy thì PVC là chất dẻo thì nó phải có tính dẻo chứ nó không có tính đàn hồi. Nhưng mà cao su buna nó là cao su thì nó lại có tính đàn hồi. Lưu ý. Vậy thì câu 22 chúng ta chọn thầy phương án B. Câu C nó bảo là cao su buna N là polymer tổng hợp đúng. Anh cuối cùng là polyphenol formaldehyde là nhựa phenol formaldehyde hay là nhựa rezone hoặc là nhựa novolac đấy, điều chế phản ứng trùng ngưng là đúng. Được chưa? 22 chúng ta chọn thầy phương án B. Rồi ok, các bạn làm rất tốt. Bạn Hồng Phấn, Sinh Hùng, Thúy Hằng, Thu Thủy, Trọng Tấn, Thanh Phương, Quỳnh Anh, Kiên Kiên, Ngọc Mạnh. Đấy, Duy Nguyễn, Văn Thái, rất nhiều bạn trả lời rất tốt. Tiếp tục sang thầy câu số 23. Phát biểu nào không đúng? Câu A ni lông 6 thuộc loại polyamide là đúng. Amylopectin cấu trúc mạch phân nhánh đúng. Tơ ni trộn hay tơ ô long điều chế phản ứng trùng hợp đúng. Polymetin meta có mạch phân nhánh là sai, mạch này không phân nhánh. Mạch của polymer khác với mạch carbon nhé. Mạch polymer khác mạch carbon, nhớ chưa? Chúng ta nhớ này, trong chương trình phổ thông chúng ta chỉ gặp có hai polymer mạch phân nhánh, đó là glycogen và amylopectin, nhớ chưa? Hai cái đấy đều có nguồn gốc từ tinh bột. 23 chúng ta chọn thầy phương án D. 24 phát biểu nào sau đây không đúng? Thứ nhất là một số polymer có tính dẻo như PE, PVC đúng. Polybutadiene vinyl cyanua được dùng để sản xuất cao su buna N đúng. Polyacrylonitrile dùng để sản xuất tơ đúng. Polycaproamid nó là sản xuất tơ. Chính xác là tơ caprom chứ không phải là keo dán. Keo dán thì chúng ta có cái thằng ure formaldehyde, nhưng mà keo dán đã giảm tải khỏi chương trình phổ thông rồi. Nên là câu 24 chúng ta chọn D. Câu này thì nhìn qua các bạn đúng hết 100%, vẫn có bạn chọn B này. Ồ, vẫn có bạn bị nhầm chọn B nhá. Cái vinyl cyanua chính là acrylonitrile này em, thì đồng trùng hợp butadiene với lại cái thằng đấy thì điều chế được cao su buna N. Ok chưa? 24 em chọn D. Câu 25 phát biểu nào không đúng? Thứ nhất polyenantoamid thì đây chính là ni lông 7 nhé, để sản xuất tơ. Chính xác là tơ ni lông 7. Ni lông 7 nó còn gọi là enan.
Đấy thì chúng ta đọc kỹ cho thầy cái này này. Được chưa nhỉ? Câu B trùng hợp styren được polystyren đúng, đồng trùng hợp được cao su bun-an đúng. Và liệu composite composition chính là hỗn hợp thì gồm có polymer và các cái chất độn chất phụ ra, đúng rồi. Tóm lại câu 25 chúng ta chọn A. Câu này thì cũng không thể thoát được khỏi chúng ta rồi, chúng ta đúng hết. Rồi, bạn Thanh Phương, Kiên Kiên, Nguyễn Thái, Hồng Phấn, Sinh Hùng. Đấy, rất nhiều bạn. Tiếp tục. Sang thầy câu số 26, phát biểu nào không đúng? Câu A thì polyethylene terephthalate điều chế dùng để sản xuất chất dẻo, cái này là sai. Đây chính là tơ. Và chính xác nó là tơ lát san thì nó không phải là chất dẻo được. Thế câu 26 chúng ta chọn A luôn. Câu B là một số có tính đàn hồi như cao su buna với lại cao su isoprene này, đúng quá. PVA là polyvinyl acetate là chất dẻo, chính xác. Một số polymer có tính cách điện, hiển nhiên PE, PVC được dùng để làm vật liệu cách điện, chúng ta học rồi. Câu 26 chúng ta chọn A. Rồi, câu này cũng đúng hết. Tiếp tục, câu 27. Phát biểu nào không đúng? Câu A, cellulose acetate được dùng để sản xuất thuốc sống không khói là sai. Phải là chinitrate. Chinitrate mới dùng để sản xuất thuốc sống không khói nhé. Câu A luôn. Câu B, đa số polymer không tác dụng thông thường, đúng này. Polystyrene sản xuất chất dẻo, đúng này. PVC sản xuất chất dẻo, quá đúng luôn. Cái mấu chốt của chúng ta là chúng ta phải thuộc cho thầy cái những thằng nào để làm chất dẻo này, những thằng nào làm cao su này, những thằng nào làm tơ. Ok chưa? Đấy thì cái bảng cái tí nữa thầy sẽ up cho chúng ta cái bảng viết tay với lại cái bảng tổng hợp kiến thức đấy, thì các em có thể ôn lại nhé. Những bạn nào chưa kỹ thì ôn lại thầy thông qua cái bảng viết tay đó. Câu số 28, phát biểu nào không đúng? Câu thứ nhất là polyhexamethylene adipamide thì anh này là tơ nylon 66. Thì đây là tơ nylon 66. Cái polymer khó nhất là nhớ công thức của những cái này. Thì nếu mà em nào mà chưa học kỹ thì chúng ta có thể học lại video trong khóa của chúng ta, đồng thời đọc lại cái bảng viết tay và xem lại cái video ngày hôm nay là chúng ta sẽ nhớ rất sâu đấy. Tiếp tục câu 28. Từ từ nó hỏi câu nào không đúng được câu A luôn này. Câu B polymethyl meta graduation trong suốt và không giòn, hiển nhiên nó là cao su, nó là thủy tinh hữu cơ. PE là dùng làm chất dẻo, đúng. Cao su buna S sản xuất từ buta 13dien và styren, quá ok luôn. 28 chúng ta chọn A. Tiếp tục câu 29, phát biểu nào không đúng? Câu A polyisoprene được dùng để sản xuất tơ. Thì em nhớ thầy cái này nó là cao su. Chính đúng không? Chính là cao su isoprene. Vậy thì câu 29 chúng ta cũng chọn A. Đoạn này toàn A nhỉ. Câu B thì thủy tinh hữu cơ đúng này. Polytetrafluoroethylene hay là teflon dùng để tráng lên chảo chống dính, đúng. Đây chính là vua của các chất dẻo. Hầu hết polymer là chất rắn mà không bay hơi, quá đúng luôn. 29 chúng ta chọn A. Câu 30, phát biểu nào không đúng? Cao su là những polymer có tính đàn hồi, đúng. Vật liệu composite có thành phần chính là polymer. Ngoài polymer thì còn thêm các chất phụ gia, các chất độn. Thì chúng ta đọc thêm thầy trong sách giáo khoa. Nylon 66 thuộc loại tơ nhân tạo là sai, tơ tổng hợp. Tơ tổng hợp. Câu C là câu không đúng. Câu D nó bảo tơ tằm là thiên nhiên, quá đúng luôn. 30 chúng ta chọn C. Rồi, cảm ơn bạn Nam Hoàng, Văn Thái, Thúy Hằng, Ngọc Mạnh, Quỳnh Anh, Lê Thanh Phương, Lê Thị Hồng Phấn, Sinh Hùng. Rồi, các bạn tiếp tục sang thầy câu số 31, phát biểu nào sau đây đúng? Câu A nó bảo là tơ là polymer thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo dài thành sợi và mảnh. Câu này đúng luôn này. Được chưa? Câu A đúng luôn này. Câu B nó bảo là tơ nhân tạo là những cái điều chế từ những polymer tổng hợp, là sai, phải là tơ tổng hợp. Tơ tổng hợp thì mới điều chế từ polymer tổng hợp, chứ còn tơ nhân tạo thì phải điều chế từ những polymer nhân tạo như visco với acetate chứ. Câu C, tơ visco acetate là tơ nhân tạo hay là tơ bán tổng hợp nhé. Câu D thì chúng ta chú ý thầy là cái tơ nitron đấy thì nó là tơ tổng hợp, được chưa? Anh này là tổng hợp này, nhưng anh này nó là nhân tạo, anh này nhân tạo. Còn cái anh tơ acetate cũng là nhân tạo. Tại sao nó gọi là nhân tạo? Bởi vì nó có nguồn gốc từ tự nhiên là cellulose và nó sơ chế thêm bằng một phản ứng hóa học nữa là điều chế được tơ visco với tơ acetate. Rồi 31 chúng ta chọn A. Câu 32, phát biểu nào sau đây sai? Câu 32, phát biểu nào sau đây sai? Cái thứ nhất thì nó bảo em là polymer. Ở đây thầy xin lỗi là chúng ta phải thêm thầy cái chữ polymer nhé. Thì kệ nó đi. Thì câu 32. 32 thì polymer có phân tử khối lớn, đúng này. Do nhiều mắt xích tạo nên này, là đúng. Có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, xác định là sai. Không xác định. Không xác định. Cái câu 32 thì nó hỏi phát biểu nào sai, là đang học về polymer nên là ý của đề bài nó bảo là phát biểu nào sau đây là sai về polymer. Được chưa? Đấy, nó nói là về lĩnh vực polymer mà chúng ta đang học ấy. Được chưa? Nó có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, không xác định. Được nha. Còn câu D nó bảo là không tan trong nước và các dung môi thông thường, đúng. 32 chúng ta chọn C. Câu này chả cần đọc đề bài vẫn biết, đúng không? 32C, ok. Cảm ơn bạn Quỳnh Anh, Thúy Hằng, Hồng Phấn, Anh Thái, Thanh Phương, Ngọc Mạnh, Kiên Kiên, Sinh Hùng, rất nhiều bạn. Tiếp tục. Câu số 33.
Nhóm vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polymer thiên nhiên? Thì chúng ta lưu ý là nhựa bakelite được không phải từ thiên nhiên, nhựa bakelite từ phenol với formaldehyde. Được chưa? Câu B thì nylon 66 này, cao su isopren cũng không phải là thiên nhiên. Câu C của chúng ta thì có cái thằng cao su buna nó không phải thiên nhiên. Còn câu D của chúng ta thì có tơ visco, tơ acetat, phim ảnh thì đều có nguồn gốc từ cellulose và chính là polymer thiên nhiên. Câu 3 chính là có nguồn gốc từ polymer thiên nhiên. 33 chúng ta chọn D nhá. Câu này các bạn cũng đúng hết. Tiếp tục câu 34. Polymer nó có 4 ứng dụng chính. Thứ nhất để làm chất dẻo này, thứ hai làm cao su này, thứ ba làm tơ sợi và thứ tư làm keo dán. Được chưa? Chúng ta chọn cho thầy 34, chúng ta chọn A. Câu số 35, phát biểu nào sau đây đúng? Thứ nhất nó bảo tơ visco là tơ nhân tạo chứ không phải tơ tổng hợp nhá. Câu A là sai, nhân tạo nhá. Câu B polyethylene terephthalate là tơ lapsan, điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monomer tương ứng, đúng. Câu C trùng ngưng butamobarien là sai, phải là trùng hợp, đúng không? Câu D tơ lapsan là polyester chứ phải polyamid, bởi vì trong cái tơ lapsan nó chỉ có nhóm chức ester thôi, không có nhóm chức amid. Nên câu 35 chúng ta chọn B. Câu số 36, PVC điều chế từ đâu? Thì chắc chắn điều chế từ vinyl clorua. Câu 37, vật liệu X có hình sợi dài mảnh thì cái chỗ này này nó phải là tơ. Được chưa? Tiếp tục này, dùng để may quần áo ấm, thực tế đến may quần áo ấm là chúng ta biết thừa nó chính là tơ nitron. Tơ nitron thì chính là tơ ô lông hay là polyacrylonitrile. Anh này có ứng dụng quan trọng nhất được dùng để làm quần áo ấm. Hiện nay đang là mùa đông ở miền Bắc đúng không? Thì những bạn nào mặc quần áo len hoặc là những quần áo gió, áo khoác mùa đông ấy, thì có nguồn gốc từ cái tơ nitron này nhé. 37 chúng ta chọn A. Ok chưa? 38 nó bảo tiếp tục này, vật liệu tổng hợp X có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền với nhiệt và axit bazơ này. Kém bền với nhiệt. Được chưa? Kém bền với nhiệt. Thế bây giờ hiển nhiên lúc này ta phải chọn nylon 66. Tại sao vậy? Thứ nhất nhé, nó là vật liệu tổng hợp thì tôi gạch bông, gạch tơ tằm. Nhưng tơ nitron nó vẫn bền trong axit bazơ với nhiệt nên được dùng để làm quần áo ấm. Còn cái thằng nylon 66 thì nó có liên kết CONH. Cái liên kết này rất kém bền trong môi trường axit, môi trường bazơ và nhiệt độ. Nên là chúng ta sẽ loại trừ thì chúng ta cho thầy phương án D. Câu 38D, câu này khoai phết đấy. Bạn nào không cẩn thận sẽ chọn nhầm thành A chết ngay. 38D có bạn nào chọn đây? 38 có Quỳnh Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Hồng Phấn, Văn Thái, Thanh Phương, Thanh Mai, Hòa Phạm, Xuân Vượng. Đấy, Kiên Kiên, Ngọc Mạnh. Ok các bạn, tiếp tục sang thầy câu 39. Vật liệu X là chất rắn vô định hình nhé, cách điện tốt, bền với axit được chưa? Dùng làm vật liệu cách điện ống dẫn nước nào? Chỉ cần đọc về ống dẫn nước với vải che mưa chắc chắn là PVC. Bởi vì từ PVC tôi sản xuất được tơ chlorine để làm da giả này, làm vải che mưa này. Ống dẫn nước chúng ta nghe ống PVC rồi, ai biết ống PVC, được chưa? Thế bây giờ nếu mà chúng ta muốn loại trừ thì bông ta loại với lại tơ tằm ta loại đầu tiên, bởi vì nó là vật liệu tổng hợp thì phải loại hai cái thằng thiên nhiên là bông với tơ tằm. Tơ nitron thì nó là tơ rồi, nó không được làm để làm chất dẻo được, đúng nhỉ? Thế tóm lại câu 39 chúng ta loại trừ, ta chọn D. Câu này rất là dễ. 40, polymer chất rắn trong suốt có khả năng ánh sáng truyền qua, chắc chắn là thủy tinh hữu cơ. Đây là polymetacrylate thủy tinh hữu cơ hay là PMM. Được chưa? Câu 40 thì sâu easy. 40B, ok, có bạn Sơn Cần Giờ, Hòa Phạm, Tống Đức Tâm, Kiên Kiên, Thúy Hằng, bạn Ngọc Mạnh, Thanh Mai, Thanh Phương, Nguyễn Trung, rất nhiều bạn, xin cảm ơn. Tiếp tục, sang thầy câu số 41, chỗ này mới nguy hiểm. Số polymer có thành phần nguyên tố giống nhau, thầy nói luôn các bạn nhé, styren là C8H8 này, amylose thì nó chính là C6H10O5, tất cả N lần nó có thành phần chính của tính bột mà. Aminopectin là C6H10O5, tất cả N lần. Polyvinyl clorua là C2H3Clo, tất cả N lần. Polymethyl metacrylate thì nó là C5H8O2, tất cả N lần. Được chưa? Teflon nó là CF2 nối CF2, tất cả N lần. Vậy thì thành phần giống nhau á, thành phần ở đây chúng ta muốn nói đến các nguyên tố là carbon, hydro, oxy, nitơ. Thì trong đây chúng ta thấy ngay là chỉ có amylopectin này, amylose, amylopectin với methyl metacrylate, ba anh này có thành phần nguyên tố giống nhau. Vậy thì chúng ta chọn câu B. Câu số 41 chúng ta chọn B. Được chưa? Câu này các bạn làm rất ổn đây. 41B thì có bạn gì nhỉ? Nguyễn Trung nè, Sinh Hùng đấy, bạn Hồng Phấn, rồi Thanh Mai, Kiên Kiên, rất nhiều bạn. Một số bạn thì chọn nhầm nhé. Thầy nhắc các em là chúng ta phải thuộc công thức phân tử hoặc là thành phần của các cái polymer này để chúng ta chọn được đáp án đúng. Tiếp tục sang thầy câu số 42 thì nó hỏi em là polymer mạch không phân nhánh.
thì chúng ta phải nhắc lại, thứ nhất là mạch nhánh này. Mạch nhánh thì gồm có amylopectin, đúng không? Em là quên thì ghi lại, thầy nói từ đầu giờ đấy. Với glycogen. Còn mạng không gian. Mạng không gian thì có cái gì? Mạng không gian của chúng ta thì gồm có cao su lưu hóa. Cao su lưu hóa và nhựa bakelit. Nhựa bakelit đó. Còn lại là không phân nhánh. Thế bây giờ cách để chọn những thằng không phân nhánh ấy là chúng ta phải loại trừ. Thứ nhất là chúng ta loại cao su lưu hóa này, thứ hai ta loại amylopectin thì ta còn PE là 1, PVC là 2, cao su buna là 3 và cellulose là 4. Chọn C, có 42 này rất nguy hiểm. 42C. Được chưa? Xem là những ai chọn C là thiên thần đây. 42 có bạn Nguyễn Trung, Nguyễn Văn Thái, bạn Hồng Phấn, Sinh Hùng, Hòa Phạm, vân vân. Văn Đức, thầy còn nhớ em không? Úi dồi ôi, thật ra thầy xin lỗi là thầy không nhớ nổi tại vì nhìn cái Facebook khó nhận quá. Lúc nào rảnh nhắn tin cho thầy nhé. Tiếp tục sang thầy câu số 43. Số polymer điều chế từ phản ứng trùng hợp. Nào, bây giờ trùng hợp này chúng ta phải loại trừ này. Cái thằng này nó là trùng ngưng. Trùng ngưng từ nhựa từ phenol và formaldehyde. Được chưa? Còn lại đều trùng hợp hết. Anh này là 1, anh này là 2, anh này là 3, anh này là 4. Riêng anh này là chúng ta loại. Được chưa? Bởi vì phenol formaldehyde là trùng ngưng. Đó, vậy thì bài này chúng ta có 4 anh. Câu 43 chúng ta chọn D nhá. À, Văn Đức, hai cái đang học full live của thầy mà. Ô, bây giờ thầy nhớ rồi. Đấy, thầy vừa nhìn qua vào Facebook rồi. Nhớ đấy. Lúc nào rảnh nhắn thầy nhá. 44. Số polymer điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Trùng ngưng của chúng ta thì chúng ta chú ý cho thầy này. Riêng cái thằng ni lông 6 á, là chúng ta phải chấp nhận nó điều chế bằng cả con đường trùng hợp và trùng ngưng. Nhớ nhé. Nên là chúng ta vẫn chọn ni lông 6 này. Ni lông 7 hiển nhiên này. 66 hiển nhiên này. Polyphenol formaldehyde hiển nhiên này. Để cho tơ láp san hiển nhiên, nhưng riêng cái tơ ô lông nhé, tơ ô lông là cái tơ hiếm hoi điều chế từ phản ứng trùng hợp, trùng hợp từ vinil cyanua hay là acrylonitrile. Được chưa? Câu số 44 thì chúng ta nhớ là anh tơ ô lông là trùng hợp từ đây. Vậy thì bài này chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5, 5 cái. Câu 44 chúng ta chọn A. Ok chưa? Xem nào những ai chọn A này, rất nhiều bạn luôn này, Nam Hoàng, Hồng Phấn, Xuân Vượng, Ngọc Mạnh, Hòa Phạm, Quỳnh Anh, Sinh Hùng. Rồi. Hello Đức Giang, các bạn vào đi. Tiếp tục sang thầy câu số 45. Số polymer cấu trúc mạch phân nhánh chúng ta học rồi. Cả đời ta học chỉ có hai anh mạch phân nhánh là amylopectin với glycogen. Chỉ có hai này thôi. Vậy thì chúng ta chọn D, đúng nhỉ? 45D, không cần phải nghĩ. 46, số tơ tổng hợp. Tơ tổng hợp thì ta sẽ trừ thằng bông là tự nhiên. Được chưa? Nào em ơi, thầy ghi tự nhiên là TN nhé. Tự nhiên là TN này. Tơ cáp rông là tổng hợp, thầy ghi là TH này. Acetat thì là nhân tạo, thì ghi là NT này. Cẩn thận NT với TN nhé. Tơ tằm là tự nhiên này. Tơ nitron là tổng hợp này. Nilon 66 là tổng hợp. Vậy ta có ba cái anh này là tổng hợp. Được chưa? Chọn C. 46C. Đấy, chúng ta phải nắm chắc kiến thức cơ. 47. Số polymer thuộc loại polyamide. Polyamide thì phải có liên kết CO với NH. Thì ta chỉ có tơ cáp rông. Được chưa? Tơ nilon 66. Hai này thôi. Đáp án D. 47D, được chưa? 47D. Câu số 48, số polymer tổng hợp trong dãy thì chúng ta có polyethylene là tổng hợp này, cellulose là tự nhiên này, nilon 66 là tổng hợp này, amylose là thành phần chính của tinh bột thì là tự nhiên này, nilon 6 là tổng hợp này, nitron tổng hợp này, butadiene là tổng hợp này, visco thì là nhân tạo. Thế bây giờ nó hỏi tổng hợp thì tổng hợp ta chỉ có anh thứ nhất, anh thứ ba, anh thứ năm, anh thứ 6, anh thứ 7, đúng không? Bằng này anh 1, 2, 3, 4, 5 chất. Chúng ta chọn cho thầy phương án D. Câu 48D. Đi thi thực tế là mình sợ nhất mấy cái bài đếm này này. Mà muốn đếm đúng ấy thì chỉ có thể học chắc thôi. Mà thầy nói các em là riêng cái môn hóa là có 70% là lý thuyết. Em mà chỉ cần vượt qua hết tất cả câu lý thuyết thì thầy chắc chắn chúng ta là không bao giờ chúng ta thi dưới 8,5. Mặc dù là có những bài tập mình không biết làm, bởi vì là số lượng bài tập dễ cũng rất là nhiều. Nên thầy yêu cầu chúng ta là nếu mà em nào mà chưa xác định là mình sẽ không vươn tới mức điểm 10 được ấy, thì hãy tập trung học lý thuyết đi. Để chúng ta có thể ăn chắc cái mức 8, 8 rưỡi nhé. Thì cứ bây giờ nhiều bạn cứ lao vào học mấy câu bài tập điểm 10 phức tạp làm gì. Toàn những bài tập đốt cháy 3, 4 este khổng lồ. Thì dĩ nhiên là trong quá trình dạy thầy vẫn dạy đầy đủ, chữa bài vẫn chữa 100%. Nhưng với những bạn nào ở mức độ khá hoặc là trung bình ấy, thầy khuyên chúng ta là chỉ trong này thi nó chỉ có từ 2 đến 3 câu điểm 10 kiểu như vậy thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể để lấy bọn đấy làm sau, hoặc thậm chí chúng ta phang bừa luôn. Ta tập trung vào thầy những câu ở mức độ vừa phải thôi.
tầm những câu từ mức tầm số 35, 36 đổ xuống thôi nhé. Chứ nhiều bạn cứ sa đà đi làm những câu cuối cùng làm gì. Chúng ta cứ tập trung học lý thuyết cho thầy tại thời điểm này đã. Và học những cái câu bài tập ở mức độ vừa phải, những bài tập mà thầy dạy theo dạng á. Học đi nhé. Còn những bài tập trâu bò khổng lồ thì dành cho những bạn xuất sắc cơ. Khi nào mà chúng ta học chắc tất cả những cái này thì còn thời gian ta mới cày vào những bài tập điểm 10. Chứ bây giờ nhiều bạn cứ sa đà bài tập điểm 10, còn những cái câu lý thuyết này là những câu ăn điểm nên mà các bạn lại không tập trung học. Cái này mới là cái quan trọng. Đấy, chiến lược ôn thi là cái quan trọng nhất đấy nhé. Học lý thuyết, tập trung học lý thuyết cho thầy. Câu 49, phát biểu nào sẽ đúng? Nào, thứ nhất nó bảo là polymethyl meta được điều chế phản ứng trùng hợp, đúng này, đúng luôn. Trùng hợp axit epsilon là sai, phải là trùng ngưng. Đúng không? Polyethylene terephthalate là terlapsan là trùng ngưng. Ethylene thì lại trùng hợp, đúng không? Vậy thì chúng ta chọn 49 là A. Câu này thì các bạn đúng 100%. 50, phát biểu nào sẽ đúng? PVC điều chế trùng hợp, đúng luôn. Câu B, tơ visco nó là tơ nhân tạo. Được chưa? Tơ tằm thuộc loại tơ tự nhiên. Đấy, amylose cấu trúc mạch không phân nhánh mới đúng. Chỉ có amylopectin và glycogen là mạch phân nhánh thôi. 50, các em chọn A. Rồi, 51 thì chúng ta phải hiểu là một mắt xích. Có bạn chọn D nhưng không phải mà. Cái D này thì cái monomer tạo ra nó được không? Không, đúng không? Chúng ta phải chọn B. Bởi vì để tạo ra được cái này thì chúng ta phải đi từ ethylene. Để chúng ta phải trùng hợp ethylene thì nó mới được. Thì một cái mắt xích của nó ta phải tính cho thầy là cả hai cái nhóm xét hại cơ. Chứ nhiều bạn tính là thầy ơi một cái mắt xích là cái này mà thầy. Không. Nếu mà mắt xích này thì cái monomer nào tạo ra nó? Chúng ta phải đặt vấn đề là cái mắt xích, ví dụ cái mắt xích này thì cái monomer tạo ra nó chính là ethylene thì được. Chứ còn nếu mà có một cái nhóm xét hại thì cái monomer nào tạo ra một cái nhóm xét hại đấy được. Đúng không? 51 chúng ta chọn B nhá. Ok chưa? Rồi, ok, 51B. Nguyễn Anh Tú chữ được lâu chưa? Thì còn có 10 câu nữa là hết thôi. 66 câu mà. Đều có 15 câu nữa là hết. Cố gắng vào xếp lại cho thầy từ đầu nhé. 52, monomer tạo ra polymer này. Thầy lưu các bạn này, là cái polymer này á, để tạo ra nó thì ta phải cắt cho thầy đi. Chúng ta phải hình dung cho thầy này. Đấy, em phải để ý này, ba cái này giống nhau này, ba cái này giống nhau này. Còn cái cụm này khác này. Vậy thì cái monomer mà vẫn còn, khi nó trùng hợp mà vẫn còn nối đôi ở giữa này, thì cái monomer của nó phải có mạch tương ứng và nó phải là isopren, đúng không? Đây này, nó phải là alkanien liên hợp. Khi anh này vào trùng hợp ấy, khi anh này mà trùng hợp rồi nhé, thì nối đôi nó sẽ còn lại, nó sẽ chuyển vào giữa, được chưa? Đó, thì cái này có nguồn gốc từ isopren. Còn hai cái cụm này đang giống nhau, thì hai cụm này giống nhau thì nó là cái gì? Đấy, thì đây thầy nói các bạn cái này sẽ biến thành cái đoạn đầu này. Còn cái cụm này thì nó chính là bắt nguồn từ propylen. Được, đây đúng không? Ta trùng hợp propylene ta được cái này. Đấy, và cái ở giữa này nữa. Vậy thì chốt lại là chúng ta sẽ chọn thầy hai monomer. Thứ nhất là isopren. Thứ hai là propylene. Ok chưa? Đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn cho thầy phương án của mình chính là phương án C, 52C. Câu này tương đối nguy hiểm. Chỉ có một số bạn chọn C nhé, có bạn Sinh Hùng này, Văn Thái này, Nguyễn Trung này, Hồng Phấn này, Sơn Cần Giờ này. Đó. Và một vài bạn đấy thôi. Còn các bạn chọn D các bạn bị nhầm. Em lưu ý cho thầy là mình cứ cắt đôi nó ra. Bây giờ tương tự cái này thế. Cái này khi nó còn nối đôi vào giữa này, thầy lưu các bạn. Khi còn nối đôi vào giữa thì cái hydrocarbon ban đầu nó phải là alkanien liên hợp. Thì chúng ta phải cắt chỗ này ra. Đấy, cắt chỗ này ra thì cái alkanien liên hợp ở đây chính là isopren. Để ra được cái đoạn giữa này chính là isopren. Còn để ra cái đoạn này chính là vinyl clorua. Vinyl clorua, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn hai cái monomer, đó chính là isopren và vinyl clorua. Ok chưa? Mà isopren thì chúng ta phải có hai nối đôi ở vị trí liên hợp thì chúng ta chọn 53A. 54 thì cái sơ đồ điều chế này thì chúng ta đã học ở lớp 11. CH4 thì con đường đi của nó chỉ có thể là CH4 này. 1500 độ C làm lạnh nhanh. Đúng không? Làm lạnh nhanh. Sốc nhiệt metan thì đây chính là phương pháp điều chế acetylen trong công nghiệp. Cộng 13 hydro. Đây là phương trình đầu tiên. X là C2H2. Bây ta phân tích lại là muốn có cao su buna thì Z của mình phải là buta 13 dien. Vậy thì Y của mình ấy, nó phải là cái anh C4H4 là vinin acetylen. Chúng ta có phương trình tiếp theo là dime hóa cái anh này lên. Dime hóa acetylen kiến thức lớp 11. Đúng không? Xúc tác CuCl NH4Cl. Thì chúng ta sẽ biến cho thầy cái sản phẩm của nó chính là vinin acetylen. Và từ vinin acetylen thì chúng ta sẽ cộng cho thầy với hydro nhé, cộng hydro. Nhưng mà xúc tác là gì?
thì chúng ta sẽ ghi thầy là xúc tác Palladi trì carbonat, hay người ta gọi là xúc tác Linda đấy, thì nó sẽ biến từ nối 3 thành nối đôi, thì là buta 1 barium. Đó, thầy viết phương trình đầy đủ cho chúng ta. Đấy là các phương trình phản ứng bài này. Vậy thì chúng ta chọn acetylene này, vinylacetylene và buta 1 barium 54D. Bạn nào chọn D thì chắc chắn kiến thức lớp 11 các bạn rất là chắc. Đấy, 54D có Xuân Vượng, Sơn Cần Giờ, Thanh Mai, Anh Tú, Văn Thái, Ngọc Mạnh. Đấy, ok, tiếp tục câu số 55. Câu 55 thì để phân biệt da thật với da giả thì chúng ta phải đốt. Bởi vì sao? Bởi vì da thật thì nó có protein và trong đấy có rất nhiều lưu huỳnh. Nên khi đốt da thật thì nó có mùi khét. Được chưa? Có mùi khét. Thế bây giờ còn PVC thì đốt nó chỉ sinh ra CO2, nước với HCl thì không có mùi. Nên chúng ta phải đốt thử. 55 đáp án B. Câu này thì ai cũng biết rồi, đúng nhỉ? Ví dụ em đi mua cái túi Hermès nhưng mà em sợ cái túi đấy là túi đẻo thì em cầm cả cái túi em đi đốt, được chưa? Nếu mà khét thì em mua cái phần trả cho còn lại, đúng không? Thì kem lưu ý hộ thầy là những cái nhà sản xuất da á, người ta sẽ luôn luôn có một miếng da đi kèm với cái túi cái đó, và chúng ta đốt cái miếng da đi kèm nhé. Ok chưa? 55B. Câu 56, phát biểu nào sau đây đúng? Thứ nhất đã bảo là có quy tím đổi màu trong dịch phenol là sai, không đổi màu. Cái thứ hai, este là chất béo, sai. Chất béo là este thì đúng. Nhưng mà este thì có nhiều loại, este ba chức của glycerol với axit béo thì nó mới là chất béo. Chứ còn este đơn chức thì làm sao nó là chất béo được, đúng không? Câu 2 sai. Câu số 3 nó bảo là các peptide có phản ứng màu biuren là sai, trừ đi peptide. Trừ đi peptide nhé. Câu C chỉ có một axit đơn chức trắng bạc, đúng, đó là axit formic. Câu số 5, điều chế ni lông 6 có thể từ trùng hợp và trùng ngưng, đúng, thầy nói từ đầu giờ rồi. Ni lông 6 là điều chế cả từ con đường trùng hợp và trùng ngưng. Được chưa? Trùng hợp từ caprolactam, trùng ngưng từ axit epsilon amino caproic. Đấy thì câu 5 đúng. Câu 6 có thể phân biệt glucose và fructose bằng vị giác. Dĩ nhiên là bình thường thì trong khoa học thì người ta sẽ hạn chế phân biệt bằng vị giác, bởi vì người ta sợ nếm phải chất độc. Nhưng mà trong bài này khi chúng ta đã biết rõ nó là glucose, fructose là những chữ an toàn thì người ta mới nếm được. Bài này ý 6 chấp nhận đúng nhé. 4, 5, 6 chúng ta chọn thầy phương án B. 56B xem nào, các bạn đúng hết không? Đúng hết luôn. Rồi 56B. Có bạn Sinh Hùng, Hồng Phấn, Kiên Kiên, Ngọc Mạnh, Nguyễn Trung, Thanh Mai, Sơn Cần Giờ, Văn Thái, Anh Tú. Tiếp tục câu số 57. Nào, đây là những câu lý thuyết mức độ để lấy điểm 9 đây. Lý thuyết đếm. Câu A, các hợp chất hữu cơ luôn có số chẵn nguyên tử hydro, sai. Ví dụ như là CH5 nitơ, metinamin, CH3Cl thì số lẻ hydro đây. Tùy từng chất thôi. Nếu mà nó nói là những hợp chất hữu cơ chứa carbon hydro oxy mà có số chẵn hydro thì lại đúng. Nhưng mà ngoài các nguyên tố đấy mà có thêm nitơ hoặc clo thì số hydro vẫn có thể là số lẻ. Được chưa? Câu B, chất béo lỏng dễ bị oxy hóa hơn chất béo rắn. Quá đúng. À, đề bài nó bảo là oxy hóa thành là sai. Sai em ạ. Dễ bị hydro hóa. Hydro hóa hay còn gọi là khử hóa bằng hydro. Chứ còn chất béo lỏng thì dễ bị oxy hóa hơn chất béo rắn, là oxy hóa ở với chất khác ấy. Chứ còn chất béo lỏng mà chuyển thành chất rắn thì ta phải hydro hóa, là quá trình khử nhé, chứ không phải quá trình oxy hóa. Câu B sai. Câu C thì nó bảo em là nước brom oxy hóa glucose thành axit gluconic, đúng. Đúng, bởi vì glucose của mình nó là HO CH2 CHOH 4 lần CHO mà cộng với nước brom. Đây này, thầy viết phương trình cho các bạn này, thì nó biến thành HO CH2 CHOH 4 lần và cái nhóm chức là COH cộng với HBr. Đó, đây chính là quá trình chuyển hóa từ glucose thành axit gluconic. Câu C đúng. Câu D nó bảo em là dùng brom, nhỏ brom và anilin kết tỏa trắng, đúng quá. Câu D, tơ lát san và thủy tinh hữu cơ thuộc loại polyester là không đúng. Chúng ta lưu ý cho thầy là thủy tinh hữu cơ thì nó là chất dẻo. Đấy, tơ lát san polyester thì người ta phải định nghĩa nó là tơ, chứ người ta sẽ không chọn nó là chất dẻo được. Được chưa? Chúng ta lưu ý hộ thầy là người ta muốn nói đến polyester, người ta phải nói nó là tơ cơ. Chứ còn cái anh kia nó là chất dẻo thì không chọn. Câu F, monomer là một mắt xích của polymer. Câu F là sai. Monomer khác với mắt xích. Chúng ta nhớ là monomer là cái để tạo ra một mắt xích. Tạo ra mắt xích. Chứ monomer không phải mắt xích. Ví dụ, chúng ta có monomer là ethylene thì cái mắt xích của nó ấy, mắt xích thì nó lại là CH2 nối đơn CH2 cơ. Đây mới là mắt xích. Chứ monomer không phải mắt xích.
Monomer là cái tạo ra từng mắt xích. Cái này cẩn thận nó bị lừa. Tóm lại câu 57 chọn C mới đúng. Xem nào, có những bạn nào chọn C một câu lý thuyết rất trâu bò thế này. 57 C, ok, có Hồng Phấn, Anh Tú, Thanh Mai, Ngọc Mạnh, bạn gì nhỉ? Sơn Cần Giờ, Nguyễn Thái, rất nhiều bạn vẫn trả lời đúng. Được chưa? Tiếp tục sang cho thầy câu số 58. À, thầy ơi, polyester với polyamide cái nào bền hơn? Thì chúng ta lưu ý cho thầy là mặt bằng chung là polyester sẽ bền hơn so với polyamide, bởi vì các phản ứng của polyester nó thường là phản ứng thuận nghịch. Thuận nghịch có nghĩa là hiệu suất thấp. Thì chúng ta phải hiểu nó sẽ bền hơn. Nên cái polyester mới được dùng để làm quần áo. Chúng ta biết các áo sơ mi ấy, hoặc các áo phông mà em mặc ấy, thì có thành phần chính trong đấy là polyester. Những cái áo sơ mi thông dụng nhất ấy, mà chúng ta mặc đồng phục chẳng hạn, thì đấy là polyester, nó rất là bền. Bởi vì những cái phản ứng thủy phân nó thường là phản ứng thuận nghịch và hiệu suất thủy phân nó rất là thấp. Nhưng polyamide là rất dễ bị thủy phân trong môi trường axit, môi trường kiềm và nhiệt độ. Nên là polyamide thường kém bền hơn so với polyester. Lưu ý nhé. Rồi, câu số 58. Câu 58 thì nó hỏi em đó là polyethylene terephthalate điều chế từ phản ứng trùng ngưng. Đúng, trùng ngưng từ ethylene glycol và axit terephthalic. Câu B nó bảo em là ở điều kiện thường sacrose hòa tan được. Đúng, tinh bột và xây dựng khối lượng mol phân tử bằng nhau là sai. Nó hơn kém nhau hàng chục lần. Có cùng công thức đơn giản nhất thôi. Câu D, albumin vào siêu này là trong môi trường kiềm tạo hợp chất màu tím. Câu này đúng, chúng ta biết phản ứng màu biure. Câu E, khối lượng mol phân tử của chiolin với chisterin hơn kém nhau là 2, sai. Chiolin là 884, anh này là 890 đúng không? Hơn kém nhau là 6 đơn vị cơ. Bài này chúng ta có 3 nhận định đúng. Câu 58A, đoạn này toàn lý thuyết dài thôi. 58A có Sinh, Hùng, Văn Thái, Hồng Phấn. Rồi, Trường Giang à, bạn Trường Giang có học không? Học đi thì thầy chào. Câu 59. 59 thì phát biểu nào sau đây đúng? Thứ nhất nó bảo em là peptide gly có công thức là C4H8O2N3, đúng. O3N2 đúng. Câu thứ hai nó bảo em nylon 66 đều là polypeptide là sai. Terpolyamide. Polyamide nhé, chứ phải polypeptide. Nhớ chưa? Câu C nó bảo là glycerol, glucose, ethylene, glycol đều là ancol đa chức là sai. Glucose là tạp chức. Anh này là tạp chức. Chỉ có glycerol với lại ethylene glycol ấy, thì nó là ancol đa chức. Nhưng mà glucose nó có cả nhóm ancol, cả nhóm aldehyde thì làm sao nó đa chức được. Câu D, cellulose với tinh bột đều là polysaccharide, đúng. Câu E, acid adipic với acid glutamic đều tác dụng với kiềm cho tỷ lệ mol như nhau, đúng. Anh này là tỷ lệ 1:2, anh này cũng tỷ lệ 1:2. Nhé, câu E đúng. Câu G, buta-13-dien đây. Đây là buta-13-dien. Hay là C4H6 ấy. Thì anh này nó sẽ có 9 liên kết sigma, đúng. Số liên kết sigma ta sẽ lấy tổng số nguyên tử cộng lại trừ đi 1. 4 cộng 6 trừ 1 còn 9 sigma. Nó có 2 nối đôi thì có 2 liên kết pi. Câu G đúng em ạ. Câu này có ý G đúng. Vậy thì bài này chúng ta có 5 nhận định đúng. Câu số 4 nhận định đúng, mắt thầy bị lạc. 4 nhận định đúng, 59 chúng ta chọn A. Ok chưa? 59A. Đấy, các bạn đúng hết này, Sinh, Hùng, Hồng Phấn, Văn Thái, một số bạn nữa. Tiếp tục sang câu 60. Đoạn này toàn câu dài nhé, chúng ta tập trung đi. Đây là những câu lý thuyết để lấy điểm 9 đấy. Câu 1, polypropylene điều chế từ phản ứng trùng hợp nhé. Propylene là trùng hợp. Câu B, aniline là chất rắn là sai, đây là chất lỏng. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục nó bảo em là tinh bột là polysaccharide là đúng. Câu 4, ở điều kiện thích hợp thủy phân hoàn toàn albumin của lòng trắng trứng được các alpha aminoxit là đúng. Sorry các bạn, thầy đang bị cảm nên thầy vừa tắt mic thì phải hắt xì cả. Tự dưng lại cảm. Tiếp tục câu 5, ở điều kiện thích hợp chiolein cộng hiro đúng, bởi vì là chiolein nó có 3 nối đôi ở gốc thì nó sẽ cộng được với 3 hiro. Câu 6, tơ visco với tơ acetat là tơ bán tổng hợp là đúng. Câu 7 thì nó bảo em đó là phân tử gly valin glu có 4 oxy, thì em ghi thầy chú ý là K peptide mở ngoặc tạo ra từ các alpha amino acid có một nhóm NH2 và một COH ấy, thì có công thức tổng quát là CXHI NKOK cộng 1. Đúng không? Nhưng mà chúng ta phải để ý cho thầy là trong đây nó lại có glu. Thì đáng lẽ là cái này là chi peptide thì là N3 thì O4. Nhưng vì nó có glu thì nó phải tòi thêm một nhóm axit nữa, thì nó phải cộng thêm 2 oxy nữa thì nó thành N3O6. Cái này phải 6 cái tử oxy cơ. Ý số 7 là sai. Được chưa? Ý số 7 sai.
Ý số 8 là tất cả các amin acid đều có tính lượng tính, đúng, đã là amino acid là có tính lượng tính. Còn quan trọng là ví dụ như lysine nhé. Mặc dù lysine có hai nhóm amin, một nhóm acid nhưng lysine vẫn là chất lượng tính, chẳng qua cái phần bazơ nó trội hơn thôi. Hoặc là glutamic thì nó có hai nhóm acid, một nhóm amin, nhưng mà nó vẫn là chất lượng tính vì nó thể hiện được cả tính chất acid, cả tính chất bazơ, nhưng mà cái mà chúng ta để ý là tính acid nó trội hơn thì pH của nó mới nhỏ hơn 7, hay quỳ tím mới đổi màu đỏ. Còn bản thân nó vẫn là chất lượng tính. Nhớ các em cái này cẩn thận. Vậy thì bài này chúng ta có mấy nhận định đúng? 1 2 3 4 5. Câu này chúng ta chọn cho thầy 5 nhận định đúng, 3 4 5 6 và 8 đáp A. Câu 60A. Thế bây giờ bạn nào mà chọn A đây? Xin mời 60A, có Nguyễn Văn Thái này, Hồng Phấn này, rồi Sinh Hùng, ok các bạn làm rất tốt, Anh Tú, Ngọc Mạnh, Sơn Cần Giờ, Nguyễn Anh Thái, Kiên Kiên, ok các em. Tiếp tục chúng ta sang thầy câu số 61. Các em comment thầy câu 61 nhé. Thầy vừa đi ngoài trời về nên là nó hơi lạnh nên thầy đang bị cảm một chút. Chúng ta nhìn thầy câu 61, thầy xin phép thầy tắt cái màn hình đi một tí. Rồi. Nào, câu 61, thủy tinh hữu cơ được ứng dụng làm cửa kính ô tô là đúng. Câu B, quá trình làm rượu vang từ nho xảy ra quá trình lên men rượu, đúng. Tiếp tục. Nó bảo em đó là cái anh ngâm trong nước xà phòng vải lụa sẽ nhanh bị hỏng, đúng. Đúng nha, vải lụa của chúng ta thì nó có liên kết CONH, nó rất dễ thủy phân trong môi trường kiềm. Câu D, rớt axit đặc và vải cốt tông thì nó bị đen và thủng, đúng. Oh sorry, thầy không tắt được mic đi. Câu E, dầu mỡ động thực vật bị ôi thiêu là do có liên kết đôi bị ô xóa. Ok, câu này tất cả đều đúng này. 61 chúng ta chọn thầy phương án B, tất cả đều đúng. Được chưa? Chúng ta lưu ý hộ thầy là axit đặc nó có tính háo nước nên nó sẽ hút hết nước của cái chất ban đầu. Ví dụ vải cốt tông chính là cellulose đấy. Thì nó hút hết nước, nó chỉ còn carbon nên nó sẽ biến thành màu đen. Ngoài ra thì carbon phản ứng tiếp với axit thì biến thành CO2, SO2 nên là cái miếng vải của mình nó sẽ bị phân hủy và nó bốc khói nghi ngút luôn nhá. Câu 61 chúng ta chọn thầy phương án B, tất cả đều đúng. Câu này thì gần như tất cả bạn đều cũng làm đúng hết. Câu số 62 thì câu này nguy hiểm hơn. Đây là một bài tập biện luận chất. Thì với cái bài tập này á, thì chúng ta phải bấm hộ thầy K là độ bất bão hòa là 2 x 8 trừ 16 cộng 2 chia cho trừ 14 cộng 2 chia 2 thì K nó bằng 2. Anh này là hợp chất no. Đúng chưa? Hợp chất no. Thế bây giờ nó bảo là để có ni lông 66 này. Để có ni lông 66 thì cái mấu chốt của chúng ta là cái thằng X3. X3 của chúng ta nó sẽ là gì? X3 lúc này nó sẽ là acid adipic, vì acid adipic có 6 nguyên tử carbon. Đây X3. Vậy thì muốn có X3 này thì X1 của mình nó phải có mạch tương ứng là NaOC nối CH2 4 lần nối CONA. Vậy thì X1 là anh này thì X của chúng ta nó sẽ là gì? X của chúng ta vẫn phải có cái mạch nền tảng là cái anh acid adipic này đúng không? Đây chúng ta sẽ vẽ chờ đấy nhé. Chúng ta sẽ vẽ chờ đây là đang mất 6 carbon này nhưng lại sinh ra nước này. Chúng ta nhớ là muốn sinh ra nước thì phải có nhóm axit tự do. Thì đây tôi sẽ để một nhóm là COH này. Thế bây giờ tôi lấy C8 mà tôi trừ đi thì còn 2 carbon thì cái này nó phải là C2H5. Vậy từ đó chúng ta sẽ suy được cho thầy là X2 chính là C2H5OH. Đúng không? Vậy thì bây giờ nó bảo là 2X2 cộng 1X3 thì X5 của chúng ta nó sẽ là gì? X5 của chúng ta nó sẽ là C2H5OOC nối CH2 4 lần nối COC2H5. Rồi. Đấy, đến đây là chúng ta xong. Được chưa? Dietin adipat, bạn Nguyễn Văn Thái comment rất chính xác. Và phân tử khối anh này nó là 202. Câu 57, các em khoanh cho thầy đáp án A nhé. Rồi, 57A. Được chưa? Rồi 57A, có rất nhiều bạn chọn A. Bạn là Sơn Cần Giờ, Nguyễn Sinh Hùng, bạn là Nguyễn Văn Thái. Ok, tiếp tục sang thầy câu số 58. Câu 58 thì sao lại câu 58 là câu 64 nhỉ? Hình như chỗ này bị đánh số nhầm à? À, chỗ này thầy quên thì đánh số này 61 này. Chỗ này là 62, 63. Ờ, cái này chắc là do lỗi thầy đấy, 62, 63. Tại sao lại thắc mắc đang 57, 58? Kệ nhá. Tiếp tục câu 63 nè, vẫn đủ 66 câu âm ạ. Tôi đang có acetylen mà cộng HCN thì nó biến thành vinil cyanua hay là acrylonitrile.
Vậy thì polymer Y chính là tơ ô lông. Được chưa? Hay tơ nitron đấy. X của chúng ta là vinin cyanua mà cộng anh này thì polymer Z chính là cao su bunan. Cao su bunan, đúng không? Vậy thì câu số 58 hay là chính là câu 63 đấy. Thì chúng ta sẽ chọn thể là tơ ô lông và cao su bunan thì ta chọn đáp C. Được chưa? Câu 58 hay câu 63 là C. Các bạn chọn C rất tốt. Bạn Thúy Hằng, Sinh Hùng, Hồng Phấn, Thanh Mai, Duy Lê, Văn Thái. Rồi. Tiếp tục sang thầy câu số 64. Câu 64 là có trong đề tốt nghiệp năm ngoái. Đây có thể coi được là một trong bốn câu khó nhất trong đề năm ngoái. Năm ngoái thì thầy có một anh ở thủ khoa toàn quốc thì không nói. Một anh khác cũng được điểm 10 ở trong tỉnh Quảng Nam. Nhưng mà có một anh ở ngoài trường chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội á. Anh ấy bị sai một cái ý rất vớ vẩn. Chính là sai ý này này. Anh Nguyễn Hoàng Anh mà thầy post trên Facebook của thầy ấy, được 29,1 điểm Á khoa toàn quốc ấy. Suýt đã thủ khoa toàn quốc bởi vì anh ấy sai cái ý này. Anh được có 9,75 hóa thôi. Chả hiểu sao mà học sinh giỏi xuất chúng như thế mà đi thi lại bấm nhầm cái này, bởi vì nó bấm vội mà, đi thi nó bấm vội. Đấy, bấm vội nên là mà anh ấy sai cái ý này. Nên là rất đáng tiếc, nên hôm nay thầy sẽ chữa lại, được chưa? Anh Hoàng Anh ấy, anh ấy sai cái câu rất vớ vẩn. Em phải hiểu là cái này là cái ai bấm được. Nếu mà nó sai phải sai những cái lặt vặt bên trên này này thì nó có thể đáng sai, nhưng mà sai cái không đáng có. Nên là khi vào phòng thi nhé, đặc biệt những bài tập mà dễ mà bấm phần trăm kiểu này này là phải bấm hai lượt cho thầy. Thầy cũng không bao giờ tự tin thầy bấm một phát đúng được luôn thôi mà. Các em cũng phải thế, các em phải bấm ít nhất hai lượt thì chúng ta mới chắc ăn được. Bây giờ sang bài này thì chúng ta biết là polyethylene terephthalate thì nó điều chế từ ethylene glycol. Đây, thầy viết cho các bạn phương trình điều chế nhé. Tôi sẽ đồng trùng ngưng ethylene glycol và axit terephthalic là HOOC nối vòng benzen là C6H4 nối COH. Đồng trùng ngưng thì nó biến thành gì? Thì cái này là O này, CH2CH2. Xong là OOC nối với C6H4. Cái COH thì ta viết thành CO thôi. Đó, nó chỉ có mỗi một cái thao tác thế này mà kiểu nó ẩu, nó bấm bậy. Nên là tích linh tanh tinh. Để chưa? Câu thứ nhất nó bảo là anh này không phải là polyamide đâu, anh này là polyester. Polyester, câu A là sai. Để chưa? Ở đây thì cân bằng hộ các bạn là N phân tử này và N phân tử này nhé. Tiếp tục câu B nó bảo là anh này là tơ nhân tạo là sai, tơ tổng hợp. Thực tế câu này nó có khó đâu mà em, cái câu này nó không khó. Đây này, học sinh của thầy năm ngoái có một anh đáng nhẽ là thủ khoa toàn quốc luôn đấy. Anh đang 29,1 mà, thêm một cậu nữa là 29,35. Thì đáng tiếc là ý này bây giờ chúng ta kiểm tra xem nhé. Đấy thì do nó ẩu nó bấm bậy. Thế bây giờ nó bảo phần trăm carbon, tốt nhất ta đổi cho thầy đã. 1, 2, 3, 4 cộng với 6 là C10 này. H2, 2, 4 là H8. Và đang là O4 đúng không? Thế phần trăm carbon bấm phát là sau mấy cái ông học giỏi ấy. Ông ấy bấm nhanh quá, ông ấy bấm bậy. Thế chúng ta bấm thầy nào. 10 x 12 chia cho mở ngoặc. 10 x 12 cộng 8 cộng 4 x 16 là 64. Thì phần trăm của nó bằng 62,5% cơ. Nên là câu này là sai, đúng chưa? Đấy. Rất nhiều học sinh là bấm lung tăng tung. Câu C nhá. Tiếp tục. Câu D là polyethylene terephthalate từ axit terephthalic và ethylene glycol điều chế từ phản ứng trùng ngưng, câu D đúng. Câu E từ ethylene có thể điều chế được ethylene glycol, đúng. Được chưa? Cái đáng sai thì lại không sai mà sai lại cái dễ nhất. Đây, chúng ta có phương trình đây. Cái này mà cộng với KMNO4 và nước thì nó sẽ chuyển thành ethylene glycol. Chúng ta có một cái phương trình mà có hệ số cân bằng rất kinh điển là 324322, đúng không? Vậy thì bài này chúng ta chọn câu A, 64A, hai nhận định đúng. Được chưa? Em cũng thế, vừa hôm qua xong rồi. Đấy, rất nhiều bạn học rất tốt nhưng mà đi thi thì lại ẩu. Nên là chúng ta chú ý cho thầy là chúng ta cố gắng là những cái bài tập nào mà nó dễ. Đây là cái câu này thì nó là câu dễ mà em. Cái câu bấm phần trăm thì ai chẳng biết bấm. Thì nhiều ông học giỏi quá đến mức ông ấy bấm nhanh quá, ông bấm bậy. Bấm một lần mà. Tội của mấy thằng học giỏi như vậy, nên chúng ta phải cẩn thận. 64 đàn A. Được chưa? Rồi, ok, 64A. Đấy, các bạn đúng hết đây, các bạn đúng rất nhiều nhé. Sinh Hùng nè, Thanh Mai nè, Văn Thái nè, Hồng Phấn nè, ok, tiếp tục. Hoàng Quốc Anh nè, Nguyễn Văn Thái nè, tiếp tục câu số 66. Câu này thì để có ni lông 66, ni lông 6, để có ni lông 6 thì X4 của mình ấy, nó phải là acid epsilon amino caproic. Đây, cái này 5 lần này. COH đây nó phải là X4 thì mới ra được ni lông 66. Ni lông 6 thầy xin lỗi. Thế X3 của mình là gì? X4 mà cộng HCl thành X3 thì X3 nó là CLH3N CH2 5 lần COH. Đúng chưa?
x1 mà cộng 2HCl thành x3. Thế x1 của mình nó là gì? X1 của mình ở đây nó phải là H2N này, CH2 5 lần. Nhưng mà có NaCl thì phải là CONa. Đúng chưa? Vậy thì x của chúng ta nó sẽ là gì? X nó sẽ là cái này này. Chúng ta vẫn phải có cái mạch nền tảng là cái anh này. 5 lần, xong là COO. Ta để chờ đây. Được chưa? Ta để chờ đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải phân tích tiếp. Là anh này của chúng ta lại có 2 nitơ cơ. Có 7 carbon cơ. Mà ở đây mới hết có 6 carbon. Ở đây mới hết có 6 carbon. Đúng nhỉ? Vậy thì bây giờ ở đây buộc phải là thêm 1 nitơ 1 carbon nữa. Em có thể bảo toàn H được. Thì cái này nó sẽ là NH3CH3. Nó sẽ phù hợp khi thủy phân trong môi trường kiềm. Thì nó biến thành H2NCH2 5 lần CONa. Được chưa? Cộng với CH3NH2 và cộng với nước thì nó có đủ 3 sản phẩm là X1, X2 và nước. Đúng chưa? Đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem đủ H nhé. 3 với 3 là 6 này. 6 với 10, 16 với 2 là 18 đủ này. C7, ok. O2N2 đủ luôn. Hoặc không thì em nào đã từng học thầy cái phần amin mà có muối amin ấy, thì chúng ta đã từng chú ý cái hợp chất hữu cơ là CHIN2O2. Xem lại thầy cái phần muối amin thì dạy rồi. Là có công thức cấu tạo dạng. Dạng chung của nó là H2NRCOONH3R. Đây là dạng phổ biến của CHIN2O2. Cái đuôi của nó là đuôi N2O2 nhé. Chúng ta xử lý theo kinh nghiệm là tốt nhất. Đấy. Vậy thì với cái bài này chúng ta chọn cái gì? Nó hỏi em là X2 làm quỳ đổi màu hồng. X2 của chúng ta nó là metinamin thì nó làm quỳ đổi màu xanh mới đúng. Được chưa? Quỳ đổi màu xanh. Tiếp tục, nó bảo em đó là câu 66 á, thiếu 2 là NaOH này. Đâu? Câu 66 đâu? Sao câu 66? Đang là câu 65 mà. Tiếp tục đi. Nó bảo em là phân tử khối của X lớn X3. Phân tử khối của X lớn X3 thì chúng ta có X3 ở đây nhé. Nó có thêm cái đầu nữa, 3CL, nó là 36,5. Mà so thằng này thì chỉ có 31 thì kiểu gì X3 nó phải lớn hơn X1. Lớn X thì câu này là sai. Bé hơn em ạ. Em có thể bấm lại. Tiếp tục, X với X4 đều có tính lượng tính. X ở đây nó là muối amoni của một axit yếu, là một chất lượng tính. Đúng. X4 đâu? X4 của chúng ta là aminoxit, cũng là chất lượng tính. Ý B là ý đúng. Được chưa? Ý D nó bằng nhiệt độ nóng chảy của X1 nhỏ X4. Chúng ta để ý là X4 của mình nó là amino acid. Đúng chưa? Nhưng mà X1 nó là muối. Muối thì nó sẽ luôn luôn có nhiệt độ nóng chảy ở sôi cao hơn so với các cái chất khác. Vậy thì câu này là sai. X1 nó phải cao hơn. Muối CONa lúc nào cũng phải nhiệt độ sôi cao hơn so với axit tương ứng. Được chưa? Nên câu 65 chúng ta chọn B. Rồi. Tiếp tục chúng ta sang với thầy câu 66. Đấy, bạn Nguyễn Anh Tú còn làm đúng câu 65 mà biện luận kiểu này à? Rất tốt nhé. Tiếp tục sang thầy câu 66. Câu 66 nó bị lỗi đề là thiếu 2 NaOH này. Đấy câu này lỗi đề này. Em sửa thầy 2 và NaOH. Câu này bị lỗi đề. Nhưng mà bạn nào sửa được là giỏi. Chúng ta cố gắng chủ động ra sửa. Thì thực tế là cái câu nào sau đây sai. Thì bây giờ chúng ta để ý thầy này. Để có tơ lắp san thì tôi phải có một anh là acid tereftalic. Là anh này HOOC nối C6H4 nối COH. Còn X5 là ethylene glycol. Đúng không? X5 là ethylene glycol. Đấy, tiếp tục. X2 với X4 để có ni lông 66 thì tôi phải có một anh nó sẽ là H2N CH2 6 lần NH2 và một anh là HOOC nối CH2 4 lần nối COH. Thì ở đây ta thấy ngay câu sai chắc chắn là câu C, bởi vì nó bảo X3 X4 có cùng số carbon là sai. Anh này có 6C. Anh này có 6C. Nhưng anh X3 của mình đang có 8C rồi mà. Làm sao bằng được? Đúng không? Nên câu sai chỉ là câu D. Nhá. Câu sai là câu D. Đấy. Câu sai là câu C. Sorry. Câu 66 sai là câu C. Thực tế kể cả cái đề bài nó sai mình vẫn chọn được đáp án C. Bởi vì những anh này của chúng ta là nó không phân biệt. Nó không phân biệt cái thằng X3, X2, X4 là anh nào. Nhưng mà chắc chắn X4 với X3 hoặc X2, X3 không bao giờ cùng carbon được. Một thằng có 6 carbon, thằng có 8 carbon. Loại trừ phát là ra. Còn ở đây thầy có thời gian thầy viết luôn cho các bạn. X nó là chất này này. Em có thể tìm thầy cái chất X. X của chúng ta ở đây nó sẽ là... Cái bài này thì nó hơi khó với các bạn đấy. Thì thầy vẽ hộ các bạn thôi. Đây là NH3. NH3. Đây thầy viết ngược lại là H3N nhé. Sao là nối với CH2 6 lần cơ. Nó là chất này.
Chất này thì hai công thức phân tử của nó như vậy thì nó chính là C14H. Ở đây là 22O4N2. Cái câu này đúng này. Được chưa? Đấy. X2 nó là anh này. X4 nó là anh này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy ngay câu này cũng đúng này. Câu cuối cùng đều mạch không phần nhánh chính xác luôn. Đúng chưa? Vậy thì câu 66 chúng ta sẽ chọn thầy phương án của mình. Nó chính là phương án C. Rồi, mặc dù nó bị lỗi đề nhưng nó không ảnh hưởng đến quá trình để chúng ta chọn ra được chất. Ok chưa? Thế cái câu này thì các em chú ý hộ thầy là khi chúng ta làm ấy, thì cái phần polymer thầy dạy rất nhiều thế hệ học sinh rồi. Thì có bốn cái polymer mà khó nhớ công thức nhất và đi thi là có thể hay hỏi. Thứ nhất là tơ láp san, là đề thi năm ngoái nó hỏi là câu điểm 10 về mặt lý thuyết. Thứ hai là ni lông 66, chúng ta phải nhớ nó là gì. Thứ ba thì chúng ta nhớ thầy ni lông 6. Và thứ tư, nó một cái chất mà chúng ta ít khi ngờ tới. Cái chất thứ tư của chúng ta chính là cái tơ ô lông, rất nhiều bạn bị quên. Nó có thể đọc là polyacrylonitrile hay là có thể đọc là polyvinyl cyanua. Đấy, hay nó là đọc là tơ ô lông hay tơ nitrile, nó rất nhiều tên. Nên thầy mong muốn chúng ta là dành thời gian chúng ta cày lại với thầy là monomer tạo ra từng anh nó là gì. Được chưa? Thì trong cái file viết tay tí thầy gửi lên trên page cho chúng ta ấy, thì nó sẽ có cái phần bảng biểu để chúng ta tóm tắt lý thuyết thì chúng ta có thể ôn lại. Ok chưa? Thế hôm nay thầy tổng ôn xong cái phần polymer. Sang tuần thì thầy sẽ live 2 buổi để tổng ôn tiếp cho các bạn về cái phần đại cương kim loại. Coi như là chúng ta tổng ôn học kỳ 1 đấy. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái tài liệu này để chúng ta ôn thi. Kết hợp thêm những cái bộ video mà thầy gửi cho chúng ta về các đề thi học kỳ 1, các đề thi thử. Nói chung chúng ta đã xác định ta học để ta đi thi đại học. Thì cái chuyện mà thi học kỳ mà các em còn đắn đo thì không được. Chúng ta phải ôn thật chắc đi nhé. Thì những cái phần cơ bản này chúng ta phải nắm được. Bạn nào quên thì phải ôn lại. Và bài tập tính toán thì chúng ta cày lại thì các dạng có thể đã dạy đi. Ok chưa? Thế chúng ta dành thời gian thì chúng ta học kỹ thầy những cái phần này nhé. Và nếu mà có cơ hội thì chúng ta tìm thêm cho thầy các cái đề mà chúng ta có thể tham khảo được thì chúng ta nên làm. Và chúng ta có thể tìm lời giải ở trên mạng. Có thể hỏi bạn bè, thầy cô, vân vân và vân vân. Chúng ta tích lũy hàng ngày thì chúng ta mới có kết quả được. Được chưa? À, bạn Sinh Hùng vẽ được cái chất đấy à? Cái chất đấy có lẽ cũng đúng đấy. Thầy đang vẽ mạch vòng, em vẽ mạch hở. Nhưng mà cái chất của bạn Sinh Hùng, cái chất đấy cũng hợp lý, cũng được. Và tại vì thầy xem lại cho thầy cho các bạn câu 66, xem là nó có nói mạch hở hay mạch vòng nhỉ? À, bài này nó không nói mạch gì à? Nó không nói mạch gì thì chất của bạn Sinh Hùng vẽ cũng ok đấy. Hai chất này thực tế cũng tương đương. Thầy vẽ thêm này, đó là HOOC nối C6H4 nối COOH3N CH2 6 lần NH2. Anh này nó bao nhiêu H nhỉ? 1, 5 này. 5 với lại 5 là 10, 10 với 2 với 12 là 22 đủ, cũng là C14 O4N2 vẫn giống nhau. Hai chất này là tương đương. Ồ, bài cái bài này nó bị cái vấn đề đó là một trong hai chất này đều đúng nhưng mà nó không ảnh hưởng đến bài toán nhé. Trừ khi nó nói là chất này mạch hở thì mình mới chọn chất dưới, còn nếu mà không nói gì thì có thể vẽ được cả hai. Bài này chúng ta đã giải đúng rồi, chúng ta yên tâm, nó chỉ có mỗi vấn đề là cái đề bài nó bị thiếu số 2 đây thôi. Còn vẽ được cả chất này nữa quá xuất sắc. Bạn Sinh Hùng rất tốt đấy. Cố gắng nhé. Rồi. Đấy thì có rất nhiều bạn tâm lý chung các bạn vẽ mạch hở. Nhưng mà thực tế thầy chữa mạch vòng. Vòng với hở trong hai trường hợp này đều đúng 100%. Đều chấp nhận. Được chưa? Đi thi mà gặp câu này mà nếu mà nó hỏi là x có mấy công thức cấu tạo thỏa mãn thì phải là vẽ là hai công thức cấu tạo thỏa mãn đấy. Nguy hiểm phết đấy. Các bạn tham khảo thêm nhé. Ok, cảm ơn bạn Hùng. Rồi, hôm nay thầy trò chúng ta học đến đây nhé. Hẹn gặp lại các em. Bye bye. Và những bạn nào trong nhóm thì nhớ là ngày mai thầy chữa đề thực chiến số 02 nhé. Nhớ làm trước đi. Bye bye.